có 7 triệu bạc rồi, nghĩa ve chai vậy đó. Về xới 7 công là đủ rồi, 1 công 1 triệu phải không? Cái này được rồi. Đây là bắt người cái đi. Cái đổi cái khác. Rồi vô xuất hóa đơn đây. Quá rẻ luôn rồi. Ve này hạ xuống nha, nhớ để nhẹ nhàng để gặt nha. Để cho nè, không gặt nha, nhẹ nhàng thôi, vô nhẹ nhàng như nè. Nghe không gặt cái này chảo xới nè, mới ve được nha. Nhẹ thôi đó, hạ xuống hạ nhẹ coi. Nhẹ xuống. Khi nào không vô thì kéo lên hạ xuống lại, hiểu không? Nó nhẹ thôi, đó, ve đi. Đó. Nhiễu dầu vô, nhiễu dầu, bóp lại coi. Cái chớ đang đi mà. Cái chớ đang đi mà. Đó, bóp lại hai bên, bóp hai bên luôn. Bóp hai bên lại dính luôn, ừ. Quay, quay bên nè. Đây đâu, quay đâu. Không buông bên, nó quay phải rồi. Quay bên nào thích chào, nào bên đó. Cái sườn bên lối nó kêu xe ôm chở. Cái sườn bên lối kêu xe ôm chở nè. Nó bán rẻ như cho, có 7 triệu bạc K9 luôn. Rẻ quá trời luôn hả? Có đang chúng là 4 triệu. Ờ, ok. Mua nước gì không? Để tiền chơi.